Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khởi công xây dựng trường song ngữ quốc tế tại khu đô thị Vạn Phúc. Với tổng diện tích sàn lên trên 17.000 m2 được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là một trong hệ thống 10 trường học từ mẫu giáo đến trung học phổ thông có chương trình đào tạo được xây dựng theo giáo trình các cấp học của Bộ Giáo dục Đào tạo và được chuẩn hóa quốc tế với chương trình Anh ngữ Cambridge. Dự kiến trường sẽ tuyển sinh vào tháng 9 năm 2019.